Hello anh em, chào mừng anh em quay lại channel mình. Mình là cái Ma Quyển. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em một vài kinh nghiệm về cái chuyện, cái vấn đề xoay quanh cái study. Nếu như anh em vẽ thì chúng ta theo cái nghề vẽ hoặc là thích vẽ thì cái việc chúng ta luôn luôn phải làm đó là study. Study không bao giờ là lãng phí cả. Đúng không? Study giống như việc anh em mà học chữ vậy ấy, tức là có cái bảng chữ cái ABCD rồi anh em học viết chữ đó, đó thì study cũng giống vậy luôn. Rồi sau khi mà anh em hiểu được cách viết chữ thì anh em sẽ tự do viết bài văn hay viết cái gì đó như bây giờ anh em viết. Thì study nó cũng như vậy. Nhưng mà study nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp đầu tiên là anh em study và anh em hiểu, trường hợp thứ hai là anh em study mà anh em học vẹt, học thuộc lòng ấy, đó. Thì dù cái nào đi chăng nữa nó luôn luôn có lợi ích, miễn anh em study cái gì đó là nó sẽ mang lại một cái lợi ích, đó là cái phần kinh nghiệm nha mọi người. Nhưng cái vấn đề là khi mà anh em study theo cái học vẹt á là nó anh em tiến bộ rất là chậm, và anh em study theo cái kiểu mà học hiểu ấy thì anh em sẽ tiến bộ nhanh hơn. Vậy thế nào là study học vẹt, thế nào là study học chậm? Thì trước khi vào vấn đề study mình sẽ tới một vài cái như thế này. Nếu như anh em lên mạng anh em search tút á thì nó có rất là nhiều cái tút vẽ như thế này đó, ví dụ như vẽ con mắt rồi sketch này, light art rồi màu gì đó. Xong thì khi anh em làm theo những cái bước như thế này nè thì chắc chắn là anh em sẽ vẽ lại được con mắt này luôn đó. Khi anh em làm anh em nhớ anh em thuộc lòng rồi thì anh em vẽ lại con mắt này rất là dễ, so easy, thấy không? Khi mà anh em có những cái tút dạng giống vậy, ví dụ như môi dày tô màu rồi tối sáng gì đó rồi highlight gì đó thì anh em sẽ vẽ, rồi sau đó tự anh em vẽ cái môi khác thì anh em cũng làm theo các bước trình tự giống như thế này thì anh em có thể vẽ được cái đó. Vấn đề ở chỗ study á không phải là làm theo những cái tút này, làm theo những cái tút này tới anh em học thuộc lòng, cứ tới này là anh em tô vậy chứ thật sự anh em không hiểu là tại sao lại tô màu như vậy. Đó là cái gọi là study theo kiểu học thuộc lòng. Và cái thứ hai thì có tút như vậy dễ rồi, nhưng mà chúng ta study mà không study như thế này đó, có một vài người họ ghi là study cái họ rep, ví dụ như mắt đi rồi ok mắt đó, cái họ để cái ảnh mắt dày xong họ để cái ảnh họ vẽ bên đây và họ ghi study đó. Study mà không có step by step á, tức là anh em nhìn một cái mẫu và anh em vẽ nó lại cái mẫu đó mà không có các bước á đó, thì cái này nó sẽ phát sinh vấn đề là anh em vẽ theo mẫu kiểu thuộc lòng, thấy gì vẽ đó và anh em vẽ hiểu. Khi anh em vẽ theo mẫu thấy gì vẽ đó thì chắc chắn là anh em ngồi càng xiên thì càng được thôi, anh em thấy khó thôi chứ thực sự. Và anh em ngồi đây anh em kẻ ô nó nhỏ như bàn cờ tướng nha, rồi anh em ngồi đó anh em vẽ chỗ nào màu gì anh em vẽ như vậy thì anh em cần càng kỹ vẽ nhiều nó giống như trang thôi. Vấn đề ở chỗ là khi anh em vẽ một cái con mắt khác anh em đéo vẽ được, tại nó không có mẫu anh em không biết vẽ gì chứ. Rồi con mắt đầu tiên vẽ gì ta không biết luôn, tại vì anh em không có mẫu. Cái đó là anh em bị vướng vào trường hợp gọi là học thuộc lòng. Vậy study như thế nào, chúng ta làm cách nào để chúng ta không bị dính vào trường hợp học thuộc lòng đó. Thì trước khi vào phân tích cái cách học đó, thì chúng ta sẽ phân tích một cái khác về cái phần study. Nếu như study thì mình sẽ chia làm ba phần. Đầu tiên sẽ study màu, tức là cố gắng chọn màu sao cho giống mẫu, càng giống càng tốt để ta học cái cách đi màu. Ví dụ anh em sẽ đi tranh của họa sĩ nào đó mà anh em thích, anh em thần tượng á, thì anh em sẽ cố gắng học cái cách đi màu người đó, tức là họ đi chỗ cái vùng tối chẳng hạn, như cái mặt đi, vùng tối trên mặt họ sẽ thường đi màu gì, rồi vùng sáng trên mặt họ sẽ đi màu gì đó. Ví dụ như lông mi họ sẽ đi màu gì, không nhất thiết có những người họ đi lông mi màu đen thui luôn, có người mà đi màu nâu gì đó, là họ đi màu như thế nào chúng ta học cái màu của họ để chúng ta vẽ cái tranh chúng ta có cái màu nó đẹp hơn. Chúng ta tự chọn màu, chúng ta học màu study. Thứ nhất là chúng ta study chúng ta học màu. Cái thứ hai chúng ta study chúng ta học cái gọi là sắc độ, sắc độ value này, quay value đó, tức là chúng ta sẽ học cái tranh của họ dạng trắng đen đó. Ví dụ bây giờ mình search một cái hình như GB, GB, GB thì nó ít sắc độ hơn, nhưng mà semi real đi, semi realistic đầy, ví dụ mà bạn tải một cái ạc của họa sĩ mà bạn thích về, ta chuyển nó sang trắng đen, bỏ hết màu ra nó sẽ trắng đen đó. Ta sẽ học cái sắc độ họ, tức là họ đi tương phản mạnh hay tương phản thấp, vùng tối họ đi màu đen tầm nào,
tối tới mức độ nào và sáng thì họ đi sáng tới mức độ nào, chúng ta sẽ học vào màu trung bình, cái phần sắc độ trung bình của họ là sẽ khoảng nào, chúng ta sẽ cố gắng học sắc độ. Đó là cái study thứ hai. Đó, cái study thứ ba đó là chúng ta sẽ study, chúng ta sẽ học cái gọi là cách vẽ không màu, study màu, tức là anh em chỉ cần chọn màu giống thôi, anh em chọn màu kiểu gì cũng được, miễn ra cái màu giống là được. Ví dụ này, chúng ta sẽ ví dụ à, chúng ta copy màu à, chúng ta có cái ad của cái họa sĩ chúng ta thích thần tượng nha. Rồi thì giờ chúng ta chỉ cần em chọn màu bao nhiêu lâu cũng được, ví dụ chọn màu da đi à, chúng ta sẽ chọn nó hơi cam cam nâu nâu gì đó à, chúng ta vẽ vào à, ta chọn à, chúng ta màu hơi ửng hồng à, ví dụ vậy à, anh em chọn anh em vẽ sao, ta vẽ sao cho màu giống, có thể cái mặt của anh em vẽ không giống mẫu này, mặt của nó méo hơn xấu hơn nhưng màu giống là được. Trước khi anh em study, anh em cần phải xác định là anh em đang study cái gì, anh em đang muốn học màu của họa sĩ đó, hay là anh em muốn học cái phần sắc độ của họa sĩ đó, hay là anh em muốn học cái phần cách vẽ, hay là anh em muốn học toàn diện luôn, tức là họa sĩ nó vẽ sao anh em muốn học vẽ y vậy luôn, quá cuồng rồi đó. Thì em phải xác định được là anh em muốn học cái gì và chúng ta tập trung vào phần đó thôi, chứ anh em đừng có cái kiểu mà thấy sao vẽ vậy đó, thấy sao vẽ vậy, cái này đơn giản anh em ngồi anh em kẻ ô ra thì anh em vẽ từ 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 nó cũng giống thôi. Nhưng mà vấn đề là khi anh em tự vẽ cái mặt khác cho anh em có vẽ được cái màu giống vậy, cái tóc giống vậy, cái độ render giống vậy, cái da giống vậy hay không, nó mới là vấn đề khi mà không còn mẫu nữa, hiểu không? Đó. Nhưng mà tại sao mình lại phân ra? Tại đôi lúc như thế này, có thể anh em thích cái cách đi màu như thế này, đây đây là cách đi màu anh em thích, nhưng mà anh em không thích cái tạo hình đó, anh em thích thích cái tạo hình này, thì chúng ta sẽ có một cái bản line khác, bản line như thế này, nhưng mà anh em sẽ render màu, anh em render chất liệu, anh em đi màu nó giống như thế này thì nó sẽ ra một cái style khác. Đó là sử dụng tài liệu tham khảo, có thể tài liệu tham khảo em để mặt của anh em luôn, họ mặt tao đẹp trai quá giờ tao muốn render thành kiểu này nữa, đó là cái mà chúng ta cần phải học. Thì khi nói study á, thì nó sẽ có mình sẽ phân ra như thế này, mọi người cũng phân như thế nào thì đó là tùy vào kinh nghiệm mọi người, nhưng mà mình sẽ phân ra là bốn cái, tức là mình muốn học màu, muốn học sắc độ, muốn học cái cách vẽ, tức là học quy trình vẽ của họa sĩ đó, hay là mình học full luôn. À, màu và sắc độ á, thì cái này dễ, chúng ta chỉ cần có tranh của họa sĩ là chúng ta study được, chúng ta sẽ học được à, không, tức là có tranh là có thể học được, còn học được hay không là tùy vào mỗi người, chứ để mình nói là có tranh là học được cái người ta lại bắt bẻ nữa, tức là có tranh thì anh em có thể học được rồi, nhưng mà muốn học cái cách vẽ hoặc là học full luôn á, thì bắt buộc anh em phải có clip hoặc có step by step của họa sĩ đó thì anh em mới học được cách vẽ hoặc là học toàn bộ luôn. Còn nếu như em không có clip thì không có cách nào học được cách vẽ họa sĩ cả, cần phải có clip hoặc là có cái step by step quy trình vẽ thì người ta mới học được cách vẽ, có clip là ok nhất đó. Rồi à, tao bắt đầu quay quay lại vấn đề nè à, khi anh em vẽ, chúng ta anh em study một cái ạc này, mình ví dụ có cái ạc anh em study á, thì anh em làm ơn anh em bỏ qua cái suy nghĩ cho mình đó là chúng ta cố gắng vẽ giống, ok giống. Cái này là chắc chắn là cái hướng cuối cùng chúng ta phải hướng tới, tức là tôi tới đây giống y chang luôn, đạt siêu đạt luôn. Nhưng mà cái bước đầu tiên trước khi giống này á, anh em đừng để ý tới phần giống này, anh em học màu, học cái sắc độ, học cái cách vẽ trước, rồi sau đó ta sẽ cố gắng vẽ giống. Khi anh em biết được cái màu của họa sĩ, anh em học được cái màu của họa sĩ đó rồi, ta hãy cố gắng là giống, chứ anh em đừng cố gắng giống ngay từ đầu, cái đó là cái điểm chết người á. Giống như tại sao mà anh em thấy nhiều cái, giống như là tại sao anh em thấy ai cũng ghi là sớ đi, nhưng mà họ vẽ sớ đi này kia xong rồi họ vẽ được cái nhân vật của họ với cái phong cách đó luôn, phong cách họ nháy, phong cách họa sĩ họ thích, tại vì họ thần tượng họ vẽ theo phong cách đó được. Còn khi anh em sớ đi xong rồi anh em không vẽ cái mà tự anh em nghĩ ra được, lý do là anh em đang học theo kiểu học vẹt, học thuộc lòng, cái đó không phải là điều anh em muốn, mà vô tình anh em mắc phải, mình đã mắc phải cái này trong khoảng thời gian rất là dài nên nó là cái vấn đề vậy. Tức là ta vô tình mắc phải, người ta cứ nghĩ là người ta vẽ càng giống càng tốt, thì người ta ngồi người ta vẽ cho giống giống, người ta chỉ cần nó giống thôi, tức là chỗ này màu gì người ta quẹt vô màu vậy, người ta không biết tại sao chỗ này lại có màu sáng này, tại sao chỗ này lại có màu tối này, đó là cái điểm chết người. Được. Anh em học anh em phải hiểu ừ à, đây là cái tranh,
Thì chúng ta muốn muốn học được cái đó thì chúng ta phải biết được cái gọi là căn bản. Anh em phải biết về căn bản màu sắc, căn bản phối cảnh, căn bản về cái sắc độ, căn bản về cái cách render chẳng hạn. Anh em phải học được căn bản chứ đã, còn mà chúng ta chưa biết gì hết luôn, chúng ta chỉ lấy tranh là tới đi, nó không có ý nghĩa gì cả. Anh em có tới đi một chục tranh thì anh em tiến bộ rất là chậm, thì anh em không hiểu gì hết, anh em chỉ thấy nó tô vì tô thôi. Em xác định được là đây là cái phần highlight. Highlight thì họa sĩ này sẽ thường đi cái tông màu hơi êm chẳng hạn, màu vàng cam, vàng nâu gì đó. Còn chỗ này là chỗ tối, tại tóc khuất vô ánh sáng chiếu ngay đây, thì chỗ này tóc bờm vô thì chỗ này màu tối, thì cái khoảng mà shadow khoảng tối nó sẽ đi màu gì. Tương tự với da cũng vậy. Da thì vùng da sáng, vùng da mà nhận ánh sáng vào màu gì, vùng da tối màu gì, và cái phần backlight phản lại màu gì đó. Rồi đó là những cái mà phân tích về gọi là cái những cái mà chúng ta study. Chứ anh em đừng có nghĩ là study là chúng ta vẽ giống y chang, không đâu. Study tức là chúng ta học cái gì đó của họa sĩ đó, của cái tranh đó. Chúng ta không phải là study, chúng ta không phải gọi là gì ta, scan. Chúng ta không có học scan, chúng ta không có học vẽ lại y chang, hiểu không? Vẽ lại y chang là cái phạm trù khác. Chẳng hạn như chúng ta bạn muốn mà vẽ y chang cái đó thì bạn thích cái tranh đó quá, bạn muốn vẽ lại được thì khác. Tức là chúng ta muốn gọi là, mình không biết cái từ chuyên môn mà gì, mấy cái từ thôi mấy bạn xài nhiều quá, đại loại là bạn muốn copy cái tranh đó đó, nó khác. Còn bạn study khác. Study tức là bạn học từ cái tranh đó chứ không phải là bạn copy cái tranh đó đó. Thì muốn study thì chúng ta phải biết được ta muốn study cái gì để ta học. Bạn sẽ đi màu, học màu tới đây sắc độ là chuyển sang trắng đen, học sắc độ ta tới đi cái render, hiện tại coi clip hay gì đó để ta hiểu là họa sĩ render như thế nào đó. Thì khi bạn xác định được cái mà các bạn đầu tiên bạn có cái ạt, chúng ta xác định bạn xác định bạn muốn học cái gì đó, cái thứ bạn phải phân tích trước khi chúng ta không không phải study, không phải là bạn lấy cái tranh người ta ngồi vẽ đại đâu, người ta vẽ đại tại vì người ta đã có thói quen trong đầu rồi. Còn các bạn mà cứ lấy tranh mà thấy thằng đó nó vẽ đẹp đó, mà nó tới đi nó cứ lấy ảnh xong rồi nó ngồi đó nó kép, thì nó vẽ mắt mũi miệng gì đó xong rồi tô màu vẽ, cái mình cũng lấy, mình cũng bắt chước vẽ y chang vậy, xong rồi nó vẽ xong 20-30 cái đó, cái đầu nó tự vẽ con nó đẹp quá trời, mình nếu biết vẽ được. Lý do là bạn học mà bà trong đầu bạn có suy nghĩ rồi, tức là suy nghĩ là tại sao chỗ này lại có màu này, tại sao chỗ này lại có màu này đó. Thì sau này khi bạn vẽ cái nhân vật khác, kiểu tóc khác chẳng hạn, thì chúng ta vẫn nhớ là cái chọn nguồn sáng ánh sáng chiếu chỗ này thì chúng ta sẽ đi theo cái màu của họa sĩ này là màu này tầm này nè đó, thì bạn sẽ lấy cái đó chúng ta tô vô đúng vị trí màu sáng cho ánh sáng chiếu vô chỗ này đó, chỗ nào tối chúng ta sẽ đi đúng phần tối hả. Đó là bạn học được từ tranh đó rồi. Còn khi bạn vẽ một cái mà bạn không biết tại sao tô vậy hết, bạn cứ tô đại chỗ này màu vàng, cứ tinh dầu là màu vàng, rồi ánh sáng của nó từ đây chiếu qua, ánh sáng của họa sĩ đó thì từ bên 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 này chiếu qua chỗ này, còn của bạn ánh sáng của bạn từ bên đây chiếu qua, ánh sáng của, cái nguồn sáng của bạn từ đây nhưng mà bạn vẫn tô nó sáng chỗ này, đó là chết đó. Tại cái phần này nó không có nguyên tắc, tại vì học thì chúng ta mình không không thể nào có nguyên tắc gì đó. Chúng ta học số đi với tranh thì chúng ta theo cảm nhận ta thôi, mình muốn nói những cái điểm để các bạn tập trung hơn đó, giống vậy á. Các bạn đặt câu hỏi, bạn tập thói quen là đặt câu hỏi khi bạn tới đi một cái tranh, những câu hỏi như là tại sao thì lại màu này, tại sao mà sắc độ lại như thế này đó, tại sao mà ở dưới cổ này, tại sao mà họa sĩ này lại vẽ ở dưới cổ này nó lại màu sáng như này, đáng lẽ này nó khuất vô màu tối đúng, thì cái này cái này chắc là backlight phản lại hả. Thì sau này chúng ta vẽ chúng ta sẽ nhớ là, không phải lúc nào trong cái khuất vô trong nó sẽ tối, có những cái mà nó bị backlight mạnh thì nó sẽ là màu sáng. Thì chúng ta học kiểu đó chúng ta mới vẽ được tranh với chất của họa sĩ chúng ta học. Nói chung cái cách tới đi nó chỉ xoay quanh một câu duy nhất thôi, đó là tại sao họa sĩ vẽ tranh này họ lại làm như vậy. Bạn cứ đặt câu hỏi trong đầu, bạn không cần biết được câu trả lời, có thể bạn đặt câu hỏi nhưng mà không biết trả lời, nhưng mà bạn nhớ là bạn đã từng hỏi có cái câu hỏi là ở dưới cổ tại sao nó lại sáng, thì sau khi bạn vẽ sau này bạn cũng nhớ là ở dưới cổ nó là sẽ có màu sáng vậy, hiểu không? Nó sẽ tập cho bạn cái cách ghi nhớ, thay vì các bạn cứ cắm đầu bạn vẽ thôi á, thì tới khi bạn tự vẽ bạn không nhớ gì hết luôn, bạn không nhớ là cái tranh đó bạn vẽ làm sao hết, thì bạn cứ cắm đầu màu nào bạn quất vô, nét chỗ nào quất vô thôi.
bạn đừng đặt quá nặng cái vấn đề giống. Mình nhắc lại lặp đi lặp lại rất là nhiều lần cái phần là giống, cũng như giống như là cái phần mà mình nói về phần anatomy, tại sao mình lặp lại rất nhiều lần mà bạn đừng để ý quá phần anatomy. Các bạn mới học vẽ thì chúng ta không cần giống và chúng ta không cần anatomy. Giống và anatomy là cái bước cuối cùng của người mới. Đối với người mới, các bạn cần học, chúng ta học theo thứ tự. Chẳng hạn cái đầu tiên chúng ta cần học đó là chúng ta luyện nét nè, sau đó chúng ta sẽ học hình khối nè, chúng ta học sắc độ căn bản nè, màu sắc căn bản nè, đó, chất liệu căn bản nè, sao chất liệu nùi thứ này vân vân, cuối cùng mới tới là anatomy căn bản. Hiểu không? Tức là cái anatomy và cái giống là cái bước cuối cùng của người mới, bước cuối cùng luôn, chứ không phải là bước đầu tiên. Giống như bạn học chạy xe đạp đi, bước đầu tiên của bạn là giữ thăng bằng được trên xe, sau đó chúng ta sẽ chạy vượt địa hình gồ ghề chẳng hạn, là tiếp tới chúng ta sẽ chạy vòng số 8 cua cắt chẳng hạn, rồi sau đó mới tới bốc đầu chạy một bánh trước một bánh sau nhân dân. Còn các bạn chưa biết chạy xe luôn, bạn lao vô bạn học bốc đầu liền thì té lòi họng, hiểu không các bạn? Cái đó là cái cuối cùng. Khi mà các bạn học hết những cái bước trước á, thì tới cái bước cuối tự các bạn nâng anatomy lên rất là nhanh, rất là dễ. Còn bạn mà đem cái anatomy này các bạn đem lên đầu, bạn đem cái giống này lên đầu, bạn bị áp lực rất là nhiều, và chính cái áp lực nó làm cho kéo các bạn đi rất là chậm sau người ta đó. Giống hay không á là cái kỹ, bạn kỹ là giống. Bạn ngồi á, giờ bạn vẽ một cái nhân vật, bạn vẽ một cái, bạn sẽ đi cái này thì bạn sẽ đi một năm cho mình đi, bạn vẽ giống không giống đi lúc khác thì chích liền luôn. Bạn thử bạn ngồi đó bạn chăm chỉ một năm đi, nó hiểu không? Tức là giống chỉ là vấn đề thời gian và chăm chỉ thôi, hiểu không? Còn mà khi mà bạn hiểu hết rồi á, thì cái việc bạn giống nó rất là ngắn, bạn rút ngắn thời gian lại cực kỳ nhiều luôn. Rồi thì clip này có thể là mình nói nó hơi khó hiểu, thì mình tóm tắt lại như thế này. Tóm tắt dễ hiểu đơn giản vài câu thôi. Bạn nên nhớ là khi bạn muốn tới đi, bạn muốn tới đi thì sẽ có, bạn xác định là bạn tới đi cái gì. Bạn tới đi màu, tới đi sắc độ, tới đi cách vẽ, cách render, hay là bạn tới đi toàn bộ luôn. Bạn muốn là học cái cách, học là họa sĩ bản sao, là bạn muốn vẽ giống y vậy luôn, thì bạn sẽ đi tranh người đó. Đó, bạn xác định mà học cái gì thì bạn tập trung vào cái đó cho mình. Đối với người mới chúng ta học từ từ, học riêng từng cái. Còn khi bạn mà giống như cái tranh đầu tiên bạn sẽ đi của họa sĩ đó, bạn sẽ học màu trước nè, tranh thứ hai bạn sẽ học sắc độ nè, tranh thứ ba bạn sẽ tìm cái clip rồi đó để mà học cách vẽ nè, và cuối cùng tranh thứ tư thứ năm là bạn học toàn bộ luôn, vẽ giống y chang luôn đó. Chúng ta lên từ từ. Ví dụ mà học màu thì bạn không cần thiết phải là like giống y chang hết, like có thể không giống, miễn màu giống là được. Bạn học sắc độ cần sắc độ giống là được. Còn bạn học cái cách vẽ, bạn chỉ cần vẽ được, chẳng hạn người ông nội đó vẽ cái miếng kim loại vậy thì bạn cũng vẽ miếng kim loại giống vậy. Nhưng có thể miếng kim loại bạn méo hơn, dài hơn, cục hơn, tròn hơn, là hay là nó bị lật bị gãy gì đó, nhưng mà nhìn vô người ta cũng thấy hai miếng kim loại này là cùng chất liệu đó. Và cuối cùng ta hay học hết toàn bộ, ta học từ từ thôi, đừng ôm đờm hết mọi thứ. Và bạn phải biết là bạn học cái gì. Lúc bạn sớ đi bạn phải biết trong đầu bạn là bạn đang muốn sớ đi gì. Còn bạn sớ đi theo kiểu bạn không biết gì hết là bạn đang học vẹt, bạn đang copy tranh chứ không phải là sớ đi. Lúc đó bạn thành copy tranh cổ máy in. Không? Giống như tiểu học học xưa chẳng hạn, như học tập viết á, cô giáo đọc viết bản con cò bé bé, cái bạn viết theo con cò bé bé, bạn học vẹt. Sau đó kêu bạn cô giáo đọc là con cò bự chảng, bạn đéo biết con cò bự chảng viết sao, tại vì bạn nhìn chữ bản sao bạn viết là như vậy, chứ bạn không có áp dụng cái là chữ cái này nói với cái kia, hai chữ cách nhau thì cách nhau khoảng bằng chữ cái hả. Đó là hiểu không? Tức là chúng ta học bạn phải biết bạn học cái gì, chứ chúng ta đừng học thuộc lòng, đừng học vẹt. Không phải là các bạn muốn, tại vì không có ai mà muốn học thuộc lòng học vẹt hết, chỉ là các bạn không có để ý nên thành ra bạn tự bạn lôi, bạn bị cái tự bạn bước vào vũng lầy đó, giống ai muốn mà không thấy vũng lầy thì bạn bước vào lúng nó luôn. Còn này bạn cần nhớ đầu bạn đó là bạn đang study cái gì, bạn đặt câu hỏi trong đầu vậy. Rồi còn cái cách study thì như vậy thôi, bạn phân tích luôn luôn, bạn đặt câu hỏi tại sao lại màu sáng chỗ này, tại sao lại màu tối chỗ này, tại sao lại màu hồng chỗ này, tại sao lại tóc màu đen vậy đó. Rồi tại sao họ sẽ vẽ những sợi nhỏ xéo xéo vậy, tại sao những sợi bự giống vậy đó. Bạn luôn luôn đặt câu hỏi tại sao cho mình. Có thể bạn sẽ không nhận được câu trả lời, giống như là tại sao phần này là nó lại sáng, bạn không
biết bạn quên phần backlight đi, hoặc bạn không biết gì khái niệm gì backlight, tức là một cái vật thể như thế này ánh sáng chiếu vô, ngoài ra ánh sáng nó chiếu vô cái tường này, cái tường này dội lại thì phần phía sau này nó cũng sáng nữa, này gọi là backlight. Tương tự với cái phần sáng dưới cổ này nó cũng là vậy luôn, nó chiếu vô người nó gì đó, nó dội lên dính vô này, chỗ này sáng đó là backlight. Nhưng mà bạn sẽ không không biết thì bạn không nhận câu trả lời luôn, nhưng mà bạn sẽ nhớ là ông họa sĩ ông vẽ là cái phần dưới cổ, phần tối chỗ này là nó sáng vậy, thì tới khi bạn vẽ cái tranh của bạn thì bạn cũng nhớ là vẽ cho nó sáng vậy, thì nó sẽ giống hơn, và bạn sẽ càng ngày bạn sẽ càng hiểu được phong cách đó, bạn đi vào phong cách đó luôn đó. Thì clip này tới đây kết thúc rồi. Tại sao làm clip này, tại vì mình thấy rất rất là nhiều bạn bị lôi vô cũng lầy giống như mình lúc mà mới học vẽ, giai đoạn mà 1-2 tháng đầu mới học vẽ tới đi tranh, tức là mình coi mấy clip hướng dẫn trên mạng họ vẽ làm sao mình vẽ lại y vậy, mình đặc biệt thích vẽ mắt lắm, họ vẽ mắt làm sao mình vẽ mắt lại được y chang luôn, mắt mình vẽ đẹp y chang mẫu luôn, tại vì clip nó cứ quẹt chỗ nào cái mình bâu lại, cái tới mình mở Photoshop lên mình quẹt y chang vậy, xong cái mở clip tiếp cái họ quẹt màu chỗ nào màu gì cái mình bâu lại qua mình vẽ y chang vậy, xong mình vẽ được mắt y chang vậy luôn, xong tới nhân vật của mình đéo vẽ được mắt, tại đâu biết vẽ sao đâu. Vấn đề là con mắt này nó hợp với cái mặt này, nhưng giờ bạn vẽ cái mặt chính diện á, bạn đâu có đem hai con mắt này vào được đó, xong cái tự bạn nghĩ ăn mắt của bạn vẽ chính diện xong cái bạn vẽ nó xấu quắc luôn, hoặc là bạn đem con mắt vào đây bạn thấy vậy cái bạn đem con mắt này đó, bạn bỏ vô nhân vật của bạn này bỏ vô, cái bạn thông minh hơn nữa, tao thành nhân di lên tao clip qua nó, tao được hai con hai con này bắt đầu mặt có phối cảnh gì tao quay nghiêng cho hàng nữa, thì hai con này nè bạn khi bạn vẽ bạn nhìn thấy nó có vẻ đẹp đi, nhưng mà cái phần highlight con mắt này nè nó nằm khác vị trí nhau, con này kiểu như lé đang nhìn qua hai bên đó là lý do mà bạn cần phải học cái study theo kiểu là học hiểu, chúng ta đừng chúng ta nói chung là chung quy lại các bạn cần nhớ cho mình, khi bạn vẽ bạn hỏi tại sao, khi bạn study tranh của ai đó thì bạn hỏi tại sao một câu đó thôi thì nó sẽ giúp bạn lên tay rất là nhiều, hiểu không? Thì sau clip này mình mong là mọi người sẽ có cái cách study tranh tốt hơn là chúng ta học theo kiểu học vẹt đó. Thì cảm ơn mọi người theo dõi, thì chúc mọi người tuần mới tốt lành, hẹn gặp lại mọi người clip tiếp theo, bye bye.